PC Homie si chào mọi người nha, lại trả bài cho bạn đã nhờ mình làm về sơ đồ 4132. Không biết sơ đồ này có đúng với ý bạn nói không, nhưng sơ đồ này ngày trước mình khá thích dùng, bởi vì ưu điểm là công tới chết. Haha, còn thở là còn công, thua nhiều hay thua ít cũng phải công. Bây giờ cùng mình qua xem thử đội hình đội bạn thử nha. Khoai vậy ta, thủ 5 người luôn sao? Vậy thì khi nhìn thấy sơ đồ như này mọi người có hình dung ra được mình phải tấn công đội bạn như thế nào không? Và thủ như nào không? Trước tiên mọi người hãy đánh mạnh ở hai biên giúp mình nha. Cứ có bóng đưa ra biên, rồi giữ lại từ 2 đến 3 nhịp đều cầu thủ mình chạy chỗ. Từ biên mình lại ban bật vô trung lộ, còn thủ thì thủ cứng trung lộ cho mình. Vì sao mình lại nói vậy? Trước tiên mình sẽ nói về thủ. Mình đã gặp rất nhiều sơ đồ thủ 5 người rồi. Hàng thủ đã ngốn quá nhiều người, nên hàng công sẽ bị thiếu vắng người. Đặc biệt là hai cánh của sơ đồ này là không có, nên chỉ có bài đánh trung lộ thôi. Còn không là phải cầm được bóng để hai ông hậu vệ biên leo lên hộ công. Nhưng mà làm gì có ai để cho bạn có thời gian để đợi người lên đúng không? Họ áp sát liền. Nên việc sơ đồ này phần lớn phải ban bật trung lộ rất nhiều. Và mọi người cứ để thủ cứng bên trong trung lộ cho mình là xong. Còn về công, vì sơ đồ kia đã không có cánh, nên hai cánh của mình rất thoáng, có thời gian ngắm nghĩa để chuyền. Và chắc mọi người nhìn vào sẽ kêu chớ sơ đồ của mình cũng làm gì có cánh đâu. Ba anh em ép mà cánh đâu ra, có nha mọi người. Xí cuối video mình sẽ hướng dẫn cách sắp xếp đội hình này cho mọi người xem và hiểu sao có hai cánh nha. Mặc dù là ba ông anh em ép, cũng như mọi video trước, mình cũng sẽ làm bốn ý như sau. 1. Khi không có bóng. 2. Khi cướp được bóng. 3. Khi đang có bóng. 4. Khi mất bóng đột ngột. Vậy thì giờ mình đến với ý đầu tiên nha. Khi không có bóng mình sẽ phòng thủ như thế nào? Mọi người đừng rét sinh quá nhiều, vì sơ đồ này của mình vốn đã là ba anh em ép rồi, nên việc mọi người càng rét sinh càng nhanh, càng dễ thủng ở sơ đồ này. Như ở tình huống này mọi người có thể thấy, mình không rét sinh mà chuyển thành bắt bài và cho cầu thủ mình chạy lui về và mình phòng thủ thành công. Và mọi người cùng xem pha này đội bạn quá hay, phối hợp ban bật xứng đáng 10 điểm không nhưng, pha này mình đoán hướng bất bài sai mất, nên bị lọt khe mọi người. Nhưng không sao, sơ đồ này là công tới chết mà, còn thở là còn gỡ. Bây giờ mình đến ý thứ hai nha mọi người, khi cướp được bóng đột ngột, như mình có nói ở đầu video rồi đó mọi người, hãy làm sao đưa bóng ra biên nhanh nhất có thể, và từ biên mình cứ ban bật vào trung lộ hoặc qua cánh đối diện thôi. Mình xin dừng đây xí nha, hôm bữa có bạn hỏi mình là có thể chọc khe bằng đánh gót không thì đây là có nha, nhưng phải ở trong một phạm vi nhất định rồi thôi, chứ nếu xa quá thì cầu thủ của mình sẽ tự xoay lưng lại mà chuyền chứ không đánh gót được nha. 3. Khi mình có bóng thì triển khai để tấn công như thế nào? Thì như ý hai thôi mọi người, phối hợp từ từ ra biên xong vào trung lộ hoặc qua cánh đối diện. Như tình huống này chẳng hạn, mình cho ra biên, xong đập vô trung lộ, xong trung lộ đập tiếp ra biên, rồi từ biên lại đập vô trung lộ rồi dứt điểm. Mà tiếc là mình hơi vội, ngoặt vô trong rồi hẳn dứt điểm là ngon lành rồi. 4. Khi đang có bóng mà mất bóng đột ngột thì sao? Mình phải phòng thủ như nào? Thì mình có hai phương án cho sơ đồ này. 1. Khi bị mất bóng ở ngay khu vực sân đối thủ, mọi người hãy rét sinh nhanh nhất có thể để lấy lại bóng. Hãy tận dụng quân số đông trên hàng công của mình mà lấy lại bóng nhanh nhất có thể. 2. Khi bị mất bóng ở khu vực sân nhà, hãy chủ động vừa bắt bài vừa lùi lại, để ba ông anh em ép của mình có thời gian chạy về và phòng thủ chung. Chứ mọi người bị mất bóng ở khu vực sân nhà nhưng rét sinh liền, thì ba ông anh em ép không kịp lui về, mà mình lại không có CMF hỗ trợ bọc lót cho ông DMF của mình. Nếu mọi người rét sinh liền, đội bạn qua được ông DMF của mình là coi như xong, lùm ngay. Và qua hiệp 2 mình sẽ nói sơ bộ về cách vận hành của sơ đồ này, sao cho cơ bản nhất, để mọi người có thể gặp bất kỳ sơ đồ nào cũng chiến được, chứ không chỉ là gặp mỗi sơ đồ hàng thủ 5 người như này. Mọi người có thể thấy, khi sơ đồ này không có bóng sẽ chuyển đổi thành sơ đồ 442. Và khi đội bạn vừa chuyền thì mọi người có thể nhìn thấy hai ông anh em ép bên phải và trái đã đẩy ra ngoài biên. Còn ông anh em ép bên trong thì đứng rất sát với ông DMF để giúp làm cầu nối khi mình cướp được bóng và phản công. Và khi mọi người đã hiểu về sơ đồ này rồi thì cách phòng thủ để cướp được bóng và phản công nhanh sẽ như thế nào đây? Ở tình huống này mình sẽ phân tích cho mọi người thấy vì sao mình nói là nên chủ động bắt bài chứ đừng rét sinh. Nếu pha này mọi người rét sinh liền thì cái khe và khoảng trống ông CB của mình để lại là rất lớn. Một đường chọc khe xuống là coi như xong rồi. Và mọi người cũng có thể thấy hướng mũi tên của ông CB mình không? Mình đã chủ động bắt bài đường chọc khe của đội bạn trước rồi. Nên pha này nếu đội bạn có truyền vào trong cũng được, không vấn đề gì phải lo, vì vẫn còn một ông CB bọc lót sẵn bên trong rồi. Còn nếu mọi người mà rét sinh nhanh để lộ cái khe đội bạn chỉ cần chọc khe súng Vini chạy thì ai mà dí cho kịp, đúng không mọi người? Và khi đã lấy được bóng mình lại truyền ẩu, như hạch, bắt bài như không bắt. Và ở sơ đồ này mọi người chỉ nên bắt bài ở khu vực mình đã để trên video nha, vì khu vực này khá mỏng. Nếu mọi người kéo rét sinh pha này thì không có ai chám vào vị trí đó kịp thời. Điều đó sẽ làm hàng thủ mình chắc chắn rất là thoáng và đội bạn chắc chắn sẽ có cơ hội để ghi bàn.
Với lại việc sơ đồ này không có bóng sẽ chuyển đổi qua sơ đồ 4-4-2, đồng nghĩa với việc hai ông bên cánh là anh em F sẽ lui về rất sâu để phòng thủ, nên việc bắt bài để câu kéo thời gian là rất cần thiết nha mọi người. Như pha này mọi người có thể thấy Neymar lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự. Nếu pha này mọi người rét sinh liền và để đội bạn vượt qua thì Neymar làm sao lùi về kịp, rồi lúc đó sao mọi người phòng thủ nữa. Sau khi phòng thủ đã ok rồi thì mình hãy đến với công mọi người ha. Mà với đội hình này thì mình nói thật, công bê luôn mọi người ơi. Nhìn sơ đồ là như vậy thôi chứ công đa dạng lắm mọi người, muốn tạt cũng có, muốn tấn công trùng lộ cũng được luôn. Nhưng để mà tấn công bài cơ bản nhất mà mình thấy hiệu quả nhất ở sơ đồ này là tấn công ra biên, rồi từ biên bật vô trung lộ, còn không từ cánh bật vào trung lộ và đẩy bóng ra cánh đối diện là xong. Đó là bài cơ bản nhất. Mọi người đã nhận được bài này sẽ tự khắc có nhiều cách tấn công như mình đang đá hiện tại thôi. Như pha này chẳng hạn, mình đang giữ bóng ở bên trong xong đẩy ra ngoài cánh, mới lại bị trôi bóng nữa rồi. Thôi làm lại mọi người ha. Pha này đi ha mọi người, chuyển ra cánh, cánh chuyển lên cánh, xong từ cánh đẩy bóng vô giữa, từ giữa chuyển ra cánh đối diện, bị mất bóng, làm lại tiếp, bắt bài thành công. Chọc khe vô giữa, định múa sờ kêu nhưng không thành, mất bóng tiếp, làm lại. Cắt bóng thành công, chọc khe lên cánh, cánh chồng cánh, cuối cùng cũng có một pha không bị bắt bài, tiền đạo xử lý tí rồi dứt điểm, nice, xử lý quá gọn gàng, thấy đơn giản không mọi người, chỉ cơ nhiều đó thôi, cứ vậy mà xào thôi mọi người ha. Thật tình là nãy giờ xàm tí cho đỡ một chiều mọi người, chứ trận đấu này nói thật chưa đá mình đã biết bài bạn ấy đá sao rồi, nên mình gần như đã bắt bài gần hết lối chơi của đối thủ rồi. Mọi người chắc không tin, nhưng có một số sơ đồ mình nhìn vào là biết lối chơi đối thủ như nào luôn. Ví dụ là sơ đồ này chẳng hạn, và có một vài sơ đồ khắc chế cứng sơ đồ này luôn. Hôm mình có đá mà quên chụp lại, nói chung là mình không sút được luôn. Có cách nào khắc phục điều đó không thì có nhà mọi người, đổi sơ đồ khác. Thường thì mình luôn có 2-3 sơ đồ đá thuận tay nhất. Khi gặp trường hợp mình nói ở trên mình sẽ cố gắng thủ ở hiệp 1 và sang đầu hiệp 2 mình đổi sơ đồ ngay. Và còn một kiểu nữa là hai đội dùng chung một sơ đồ. Cái kiểu này hay nè mọi người, kiểu này nói đúng nghĩa là so chỉnh luôn đó mọi người. Từng vị trí trên sân bạn và sân mình giống nhau như hai giọt nước, từng vị trí đều bị trùng, nên chỉnh ai cao hơn người đó là người thắng. Mình nói thật, mình thích gặp kiểu trùng sơ đồ như này lắm, đá càng sướng lắm mọi người. Và mọi người ai đã gặp một trong hai kiểu mình vừa nói trên thì bình luận mình biết với nha. Bây giờ thì vào sắp xếp đội hình thôi mọi người ha. Mình sẽ xây dựng một đội hình cơ bản nhất, và mình sẽ xếp thêm đội hình phụ nữa để nếu mọi người đá có bị bí còn có sơ đồ phụ để thay vào. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ vị trí tiền đạo. Đối với mình, sờ tai tiền đạo không thể thiếu và có thể nói là ưa thích nhất là Gold Voucher, và không ai khác sẽ là anh 7. Một tiền đạo tiếp theo để làm cầu nối giữa anh em F và anh 7 sẽ là anh 10 mang sờ tai Deepling Forward. Vì sao lại là sờ tay Deepling Forward mà không phải sờ tay khác? Vì sờ tay này thường có xu hướng lùi sâu làm tường hoặc ban bật làm cầu nối với đồng đội, nhưng lại có hướng di chuyển lên xuống theo một trục đường thẳng chứ không có di chuyển rộng ra như sờ tay Domi Junior. Và việc đó giúp cho sơ đồ này vận hành được trơn tru hơn và không bị rối. Và ở video mình có kéo anh 10 lên xuống, đó là hướng di chuyển của sờ tay này đó mọi người. Tiếp theo ở vị trí anh em F trung tâm thì mình sẽ chọn sờ tai Hope Player, còn hai ông anh em F hai bên mình sẽ chọn sờ tai Playmaker. Đối với mình thì mình rất thích sờ tai này, di chuyển rất hay, đôi lúc sẽ ra biên, đôi lúc sẽ chạy lại hỗ trợ đồng đội phối hợp ban bật. Nên lúc đầu video mình có nói tuy là ba anh em F nhưng sẽ có cánh là nhờ sờ tai này đó mọi người. Còn DMF thì cứ sờ tai Deadshower mà lắp vào thôi mọi người. Còn hàng thủ thì trung vệ cứ một build up một Deadshower, hậu vệ biên cứ ô tàu lớp hai ông leo biên biết tạt là được. Sờ tai Wingback hoặc Fullback cũng được, chứ đừng lấp sờ tai Finish nha. Sờ tai bó vào trong dứt điểm rất dễ bị rối nha. Hàng công mình đã dư thừa rồi, lấp hai ông cánh mà Finish nữa thì toang luôn. Vì sờ tai Finish có xu hướng bó vào trong nhiều hơn là ra biên, mà việc hàng công đã quá nhiều người mà còn bó vô trong nữa thì rối lắm mọi người. Còn thủ môn mọi người thích chọn ai thì chọn, mình vẫn thích thủ môn cổ điển hơn, nên mình chọn Tích Chết. Vậy thì khi đã sắp xếp đội hình chính xong hết rồi, vậy thì đội hình phụ sẽ như thế nào đây? Sắp xếp sao đây? Thì bây giờ mình lấy ví dụ từ mình đi ha. Ví dụ mình dùng đội hình này bị đối thủ ép quá, không lên bóng nổi. Nếu cứ đá đội hình như vậy chắc chắn thua, không thể nào mà thắng nổi. Vậy thì mình sẽ đổi về đội hình mình thích nhất và đã thuận tay nhất là 4-2-1-3. Và từ đó mọi người thêm vào hàng dự bị thôi. Tuy anh 10 mang sờ tai Deepling Forward của tiền đạo, nhưng giạt biên đá cánh vẫn bén với tốt lắm nha mọi người. Mình đã dùng và thử ở vị trí này khá nhiều, rất êm nha mọi người, không có gì phải ngại. Nếu mọi người muốn đá được hai sơ đồ như mình,
thì điều đầu tiên mọi người phải có đó là có từ 2 đến 3 EBIT để không bị xuống phong độ. Đặc biệt là vị trí thủ môn mà mọi người có một EBIT là thủ môn thì cực tốt luôn. Không bị mất một vị trí thủ môn ở hàng dự bị thì mình sẽ dư một vị trí có thể thay thế bằng một cầu thủ ở một vị trí khác như mình chẳng hạn. Còn nếu như mọi người không có một EBIT nào đi mà vẫn muốn chơi hai sơ đồ như mình thì mọi người chịu khó tí. Chị My hay cập nhật phong độ của cầu thủ theo tuần. Cứ để đầu cầu thủ phong độ B trở lên bỏ vô thì không bao giờ lo mất phong độ cả mọi người ha. Nhưng hơi cực cho mọi người tí. Vậy giờ thì quay lại video mình tí. Thì ở đội hình chính của mình có 5 vị trí không bao giờ mình thay. Đó là Neymar, anh 7 và anh 10. Bộ ba này mình thích cực kỳ luôn. Kiểu gì mình cũng săn cho được. Còn hai hậu vệ biên thì đối với mình hai ông này mình dùng thuận tay nhất. Mặc dù mình có quay thử một vài ông hậu vệ biên khác như thú thật mình đã không được. Chắc tại mình gà nên chưa dùng được mấy ông kia. Mình thấy anh em mới chơi hay bị này nữa. Đó là không chịu thay người khi cầu thủ hết thể lực. Nên thay ở phút 70 nha mọi người. Chứ đừng để đỏ lét rồi mới thay. Thì sức đâu mà dí với đi bóng được. Mình xin dừng video đây nha.